mấy đứa hay ra rẻ ở lớp tôi kiểu. Như chúng ta đã biết, rừng là một hệ sinh thái bao gồm thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác. Vậy trong rừng còn có gì? Em nào biết giơ tay. Trời, cái này dễ. Dạ em có, em nó có em. Cô mời bạn Bèo. Dạ hư cô. Trong rừng có nai, có thỏ, có sói, có hổ và rắn, có loài dậu đổ bìm leo, có loài nhảy bổ vào cắn, có loài ăn không nói có loài thừa nước đục thả câu, miệng thì cười, tay thì bắt, dao thì kề trước ngực đã lâu. Chào cả lớp. Trước khi đến với bài học mới thì cô xin phép được kiểm tra bài cũ. Bây giờ thì cô xin được mời một bạn trong lớp hát một bài có nốt đồ nhé. Nốt đồ. Dạ em nè cô, em nè cô. Cô mời bạn Bèo. Dạ nốt đồ đúng không cô? Trời ơi, chúng tủ em tí, em có cái bài này nè. Do re mi no mi ta su ca. Do re mi chai em sẽ cô. Ma sẽ cô thì nghèo, ma chai em thì giàu. Còn no mi ta luôn ăn hiếp bạn bè. Rồi chúng ta cùng ôn lại bài cũ nha. Rồi bây giờ thầy mời một bạn hãy kể cho thầy những tính từ thường dùng để khen một điều gì đó. Me. Thầy mời bạn Bèo. Dạ đó chính là fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding. Mời đẹp. Mời đẹp. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa?